Nhà thầy Tuấn ở sau này. Ở đây trong này à? À nhà đây luôn á. À đây à? Chơi cho đổi nhau. Có làm được cái việc dễ nhiều khi là không làm được. Dành cho người khác, mình dễ dành người khác. Hôm nay gặp Bình Minh là mình có bảo rồi. Thế bảo Bình Minh cái đánh thật chậm rồi như ông chả là không. Giờ nào? H6. H6 rồi. H6 rồi, có tác dụng gì? Đi không phải cuộc. Đi đang đang nửa chừng cái cuộc là Italia thì em để H6 một tác. Không hiểu hai cuộc gì nữa. Thế cái cuộc gì đúng thật. Các bạn này không học được chiêu chị thì chị đùa lại thôi, vấn đề gì đâu. Ngân ơi là Ngân giống mình. Hôm nay không ra Thái Mưa thì gặp của bạn Hà Nội. Ra nào, để tay lên vai nhau đi. Chúng em gì đứng thẳng hết đi. Thằng nào thế nào ấy đánh rất tốt. Hôm nay tôi thấy các bạn đánh thì như chỉ có được một tiếng là thấy ra rồi, đúng không? Ta cho thời gian chúng ta 3 tiếng cả hai bên cơ mà. Khi mà chúng ta được vào trong cái vòng này thì chúng ta phải cố gắng sử dụng hết thời gian, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nói to lên nhớ chưa? Thôi vào, tôi chỉ cần quan trọng các bạn đánh chậm thôi, nhớ chưa? Sử dụng hết thời gian là được. Rồi anh nhớ cho chúng nó hôn đi, rồi đi vào không muộn. Quân đội quyết thắng. Tiếp. Quân đội quyết thắng. Anh ơi. Quân đội quyết thắng.